Xin chào tất cả các bạn, hiện tại các bạn đang có mặt tại trong phòng giám đốc sáng tạo Nam Phong. Và các bạn có thể thấy rằng là căn phòng này do chính Nam Phong thiết kế lên. Và tất cả những cái số thẩm mỹ và những cái phong cách gì của Nam Phong được trình bày hết ở đây. Thiết kế lên. Đi ra ngoài ao đi. Đâu? Không, dạ dễ đi ra.